Ngày hôm nay trong máy inbox phiên bản mới thì mình và các bạn sẽ cùng nhau review những cái thắt lưng biến hình của các Kamen Rider được rất nhiều người yêu thích, và sau đó mình và các bạn còn có cơ hội để có thể hóa thân thành các Kamen Rider nữa. Nghe hay đó, các bạn coi hết video để biết có chuyện gì xảy ra nha. Còn bây giờ thì let's go. Bạn chào mừng bạn đã trở lại channel mình. Mình là Mac đây và chào mừng đã trở lại với Mac Inbox. Và ngày hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề mà bạn đã yêu cầu mình rất là nhiều, đó là review những sản phẩm liên quan tới Kamen Rider. Trong một khoảng thời gian rất là dài, mình đã nghe rất là nhiều sự yêu cầu của bạn làm về Kamen Rider. Từ lúc mà mình đã review cái điện thoại biến hình Gokai Movie Red của mình thì mấy bạn đã yêu cầu mình rất là nhiều để review Kamen Rider. Không có khoảng thời gian nào phù hợp hơn khoảng thời gian này, tại vì đây là một cái mẫu driver của Kamen Rider mới mà vừa mới ra gần đây luôn, đó là Kamen Rider Revive. Ngày hôm nay mình với bạn sẽ cùng nhau review cái này. Nhưng đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ có thêm cả hai cái bell này nữa, và chúng ta sẽ review cả ba cái để so sánh những cái bản mới và những cái bản cũ nó sẽ khác nhau gì nha bạn. Và trước tiên là mình mua những cái sản phẩm này ở Figger Mecha Shop, link mình sẽ để dưới description cho các bạn có thể vào. Thì có thể mình sẽ để logo của shop ở đây cho các bạn thấy đấy, các bạn có thể vào. Thì ok bạn, bây giờ các bạn sẽ coi hết video để coi là cuối nó sẽ có nhiều quay cho các bạn nữa đó bạn, nhưng mà các bạn coi hết video nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu video thôi. Ok bạn ơi, thì như bạn thấy ở đầu video giờ chúng ta đã có một cái logo mới cho Mac Inbox đúng không? Nó không phải là logo mới hoàn toàn mà nó sẽ là một cái Mac Inbox đặc biệt. Như bạn đã biết thì mình sẽ có Mac Inbox những cái món đồ gọi là chính hãng chất lượng. Ở đợt Inbox Spider-Man lần trước thì bạn cũng đã nói mình rất là nhiều là anh ơi tại sao anh lại Inbox hai cái chung vậy, nó sẽ rất là kiểu khó để mấy bạn theo dõi, cho nên là quyết định là mình tạo ra Mac Inbox Premium Edition để cho những cái món đồ nó giá hơi cao chút xíu nhưng mà nó lại đi đôi với chất lượng hơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới cái món đồ Kamen Rider đầu tiên. Mình sẽ review theo dòng nha. Ok bạn ơi, sản phẩm đầu tiên của chúng ta đó là DX Kamen Rider Double Driver. Như anh chủ nói á, thì đây là cái bản lúc mình nó mới ra luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy ngoài rồi, mấy bạn sẽ thấy là nó full tiếng Nhật luôn. Đây không phải là bản dành cho quốc tế luôn. Mà mình thực ra nha, mình cũng không biết là dòng DX nó có bản cho quốc tế nữa. Tại đó giờ mình căn bản là nó cũng nghèo quá bạn, cho nên là không có tiền để có thể mua được á. Cho nên là nó còn không có một chút xíu hướng dẫn tiếng Anh hay là một cái gì đó dịch qua luôn á. Cho nên là chúng ta sẽ nói theo kiến thức của mình, coi phim mà mình biết nha bạn. Có gì đó mình nói sai thì mời bạn thông cảm, cơ bản là mình cũng là một người xem thôi, mình cũng không hiểu rõ về dòng này cho lắm. Còn các bạn hướng dẫn toàn tiếng Nhật không mà chắc chắn mấy bạn rồi. Tôi là một con người review chưa bao giờ đọc hướng dẫn hết á. What? Mọi từ cũng biết rồi bạn. Ok, chúng ta sẽ có đây một cái giữ của những cái collection item ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ có đây. Trời đất ơi, đây là dụng cụ biến hình của Kamen Rider Double. Đa phần nha, những cái driver, những cái đầu biến hình của những Kamen Rider nó sẽ có hai dạng. Đó là dạng là mấy bạn sẽ có âm thanh ở trong cái driver luôn, hai là nó sẽ nằm âm thanh ở trong những cái item nhỏ như vậy. Đầu tiên chúng ta sẽ unbox những cái Gaia Memory, Cyclone, Luna nè, Joker. Nó được tạo hình giống như là những cái USB á, bạn nhìn nè. Đấy, thì mỗi năm khi mà ra một cái tựa phim mới á thì những cái driver này luôn luôn tượng trưng cho một cái gì đó nó rất là gần với đời sống của mình. Ví dụ như Kamen Rider Drive thì là xe đua nè, Kamen Rider Zero One thì là cái cạc màn hình nè. Còn cái này nó sẽ là một cái USB. Đa phần những cái thứ âm thanh á nó đều phát ra từ những cái này, không có chỗ để gắn pin luôn và hoàn toàn không có pin luôn. Nó sẽ xuất hiện từ những cái Gaia Memory này thôi. Có một cái điều mình không thích của cái DX này á, đó là những cái nút á hơi lỏng á, nhưng mà chả thể nào chê nó được, tại vì nó được sản xuất cách đây chắc cũng cả tầm 10 năm rồi đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi. Ở đầu của mỗi cái Gaia Memory á thì bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có màu bạc và màu vàng giống như cái của Joker. Ở một bên nó sẽ là nguyên tố, một bên nó là sức mạnh. Đầu tiên chúng ta sẽ có thêm những cái thắt lưng, những cái đồ để có thể để những cái Gaia Memory vô. Rất là chắc luôn các bạn. Đấy, tiếp theo bên này cũng vậy. Đấy, lắp nó vào. Chúng ta sẽ có được một cái thắt lưng như vậy. Bây giờ là cách chơi. Khi mà Sotaro dùng cái driver thì Philip cũng sẽ có một cái driver hiện lên. Bấm vào nút, sau đó đặt vô. Khi đó ở bên Sotaro cái memory này sẽ xuất hiện, và sau đó chúng ta sẽ dùng Joker để bỏ vô, kéo ra. Hoàn thành biến hình. Cơ bản thì nó chỉ là chơi như vậy thôi bạn. Bây giờ mình sẽ đeo driver vào và thử làm theo cách biến hình của Kamen Rider Double để coi là nó hay như thế nào nha bạn. Cái ước mơ nhất của mình là có thể làm gì được luôn á. Ok, giờ thử nha. Philip kìa. Cyclone Henshin. Cyclone Joker. Sao? Omae no tsumi o katazaro.
Ok bạn ơi, tiếp theo Kamen Rider Ghost Driver. Đây là một cái bản DX khác. Nó là Kamen Rider kỷ niệm 45 năm của Kamen Rider. Chủ đề của nó liên quan tới hồn ma, ma quỷ kiểu vậy. Và đằng sau bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hướng dẫn chơi. Kèm theo chúng ta nó sẽ có hai icon. Thì ok, giờ chúng ta sẽ mở ra. Đầu tiên bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có cái nắp ngoài của Ghost Driver. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần trong của Ghost Driver. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có hai cái icon. Icon này là Edition, nó là icon biến hình của Kamen Rider Ghost luôn. Cặp beo nữa. Ok bạn ơi, thì cái thích của mình nhất nó sẽ là cái con mắt này các bạn. Ở ngoài thứ nhất á, là cái này nó làm bằng nhựa dẻo, rất dẻo luôn các bạn. Khi mà rơi á, các bạn sẽ có thể bị chày nhưng mà nó sẽ không bị vỡ. Cái thứ hai là cái concept của cái phim này. Khi mấy bạn khai thác một cái chủ đề về hồn ma mà mấy bạn khai thác không hay á, gây phản cảm, nhưng mà khi mà họ dùng những linh hồn của những vĩ nhân trong lịch sử thì nó rất là hay. Nó sẽ gợi lại tinh thần dân tộc, cái thành tựu của loài người trong quá khứ. Và nếu các bạn là trẻ con, các bạn coi cái này, các bạn sẽ học được thêm nhiều thứ về những vĩ nhân thời xưa người ta đã làm được gì, và các bạn sẽ có thêm kiến thức lịch sử nữa, mình thấy khá là hay. Tiếp theo đó là cái miếng ở ngoài này, các bạn nhìn là cái concept của cái này, nó là một con ma. Các bạn có biết là mấy con ma Nhật ấy, nó sẽ có một con ma mà kiểu có cái tấm vải, sau có con mắt chính giữa, sau có cái lưỡi lè ra, thì đây nó là con ma này đấy các bạn. Cách chơi của cái này như thế nào? Khi mấy bạn biến hình á, bạn sẽ cầm một cái ghost icon lên, sau đó các bạn chuyển qua chữ G giống như vậy, nó là chữ ghost đó các bạn, viết tắt của chữ ghost á. Sau đó các bạn sẽ bấm cho mở ra. Bạn nghe âm thanh không? Đó, âm thanh nghe rất là ma mị đúng không? Sau chúng ta ạch vô, lắp vô, kéo, thả. Sau khi form hoàn thành, nó sẽ biến hình cho các bạn. Muốn upgrade Kamen Rider lên một cái form khác thì các bạn chỉ cần mở ra, lấy icon ra, lấy một icon khác, làm như cũ. Đấy, biến hình nè. Đó bạn nghe không? Nó sẽ có một âm thanh mới cho riêng cho Edison luôn. Ok bạn, thì bây giờ mình với bạn sẽ đeo cái driver này vô. Và cũng như cái driver trước, mình sẽ thử biến hình bằng cái driver này coi nó đã cỡ nào nha bạn. Hóa thân vào Kamen Rider mà. Đó là hai Kamen Rider tiền nhiệm. Nhưng còn Kamen Rider của năm nay, xin giới thiệu với bạn Kamen Rider Revive. Và hai cái vai Stam nữa. Khi mà mình đọc những cái review trên mạng á, thì cái gương mặt này lấy inspire rất là nhiều từ một cái nhân vật mà mình khá là yêu thích, đó là Venom. Tiếp theo là nó dùng màu xanh dương và màu hồng. Cái dòng Kamen Rider này thì nó là cái dòng kỷ niệm 50 năm của Kamen Rider. Như các bạn nhìn ở những cái hộp vai Stam, các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều hình ảnh rất là quen, từ kết hợp giữa một loài động vật cổ đại nào đó với lại một Kamen Rider tiền nhiệm. Và chủ đề của Kamen Rider lần này nó sẽ là động vật. Cái hình tượng mà của cái Kamen Rider Driver này nó là một cái con dấu. Làm biết bao nhiêu phần Kamen Rider rồi thì nó sẽ rất khó để chúng ta có thể tìm một cái chủ đề nào đó mới. Thì con dấu mình thấy nó cũng là một cái khá là hay. Thì đây là một cái Vice Stamp, sẽ lắp nó vô và gắn pin các kiểu, sau đó mình sẽ trở lại với bạn nha. Mình đã lắp pin xong rồi, thì đây là toàn cảnh của cái Kamen Rider Revive. Chủ đề về con dấu và các loại động vật, cho nên là cái Vice Stamp của nó sẽ có những hình tượng của những cái con động vật như này. Âm thanh thì nó vẫn nằm trong những cái item như này, những cái Vice Stamp như này. Nhưng mà trong cả cái Revive Driver này cũng có ánh sáng luôn các bạn, rất là hay. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bệ để chúng ta có thể để một cái chỗ để có thể in con dấu vào. Và khi mà in con dấu vào, cái sức mạnh nó sẽ luồn vô cái Revive Driver này và nó sẽ cho chúng ta một cái biến thân. Tiếp theo á, nó sẽ là một cái khu vực để có thể cho bạn kéo về. Khi mà bạn kéo cái này về á, thì nó sẽ lật ra vậy. Thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh của cái con vật nó nằm ở đây. Do đây là kỷ niệm của Kamen Rider thứ 50 á, cho nên là khi các bạn để đây nè, các bạn nhìn vô, bạn sẽ thấy được cái số 50 rõ ràng luôn nè. Khi các bạn lật cái này xuống, nó vẫn là số 50 các bạn. Cái form ban đầu của cái driver nó sẽ là như vậy. Sau đó các bạn bấm. Sau đó các bạn hơm trong miệng bạn kiểu vậy. Thực ra cái này mình nghĩ nó chỉ lầm màu thôi, nhưng mà mình vẫn làm. Sau đó các bạn ấn vô. Đây các bạn, khi các bạn ấn vô nè. Đấy, nó sẽ hiện lên. Sau đó các bạn múa may quay cuồng cho con vai bay vòng vòng, cho cái hồn vai bay vòng vòng. Chúng ta gắn cái này vào ở bên này. Tay giữ cái này, cầm bên này. Biến hình.
Đấy. Khi mấy bạn giặt lên, nó sẽ reset cái này lại. Và khi bạn để lên vậy á, nó sẽ đang giữ sức mạnh. Đấy, đó là cách chơi của cái này. Và bây giờ mình sẽ thử thêm một số cái vai stam nữa, chẳng hạn như là cái của Megalodon. Nó không phải là con cá mập. Bây giờ mình nó là con cá mập tiền sử các bạn. Đấy, chỗ các bạn nhìn nó mới tinh luôn các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ cần rút cái này ra cái là chúng ta xài được rồi. 1, 2, 3. Đấy. Henshin. Nó sẽ có hình con cá mập ở trên này thay vì hình T-Rex. Megalodon. Đấy. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử biến hình bằng cái Revive Driver này nha bạn. Ok, thử biến hình thôi. Let's go. Henshin. Ok bạn ơi, cả tuổi thơ của mình xem những cái bộ Kamen Rider này rất là nhiều. Việt Nam mình gọi là hiệp sĩ mặt nạ. Nếu bạn nào không biết, nhiều khi hồi nhỏ mơ cũng không có được nữa các bạn. Cho nên là khi bạn nhìn thấy những cái này á, kiểu như là giấc mơ thành hiện thực cho bạn, nó rất là vui luôn. Và trước mặt các bạn bây giờ đang là ba cái driver biến hình của ba đời siêu nhân khác nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ có được là của Kamen Rider Double, Kamen Rider Ghost. Tích cuối cùng là mới nhất, Kamen Rider Revive. Sau ba đời khác nhau, nó sẽ có sự phát triển rõ rệt về công nghệ cũng như là về hình ảnh của nó. Khi ở Revive chất lượng nó sẽ tệ, nó không hẳn là tệ hơn nhưng mà nó sẽ là không bằng những cái con sau này. Nhưng mà về tính lịch sử và cũng như là tính hiếm của nó thì giá con này hiện tại theo mình thấy là cao nhất. Theo mình check trên hộp các kiểu là cao nhất. Tiếp theo là Ghost. Thực ra theo mình thấy nha, không phải là một phần Kamen Rider được nhiều người nhớ đến nhất, nhưng mà mình cảm thấy nó có một cái ý nghĩa rất là hay á. Nó cho mình thấy được sự đầu tư về nội dung, về idea của đội ngũ. Và cái cuối cùng, cái mới nhất từ Zero One, Saber tới Revive, nó mang một cái màu sắc mới và năng động hơn, trẻ trung hơn rất là nhiều. Mình thấy khá là hay và ngày hôm nay mình được hóa thân vào các Kamen Rider nữa, mình rất là vui luôn. Thì đó là một cái so sánh sơ cho mình thôi, mình cũng không biết nói gì hơn, tại vì mình chỉ là một người xem đơn thuần thôi và mình cảm thấy rất là vui khi ngày hôm nay mình được hóa thân như các siêu anh hùng. Thì các bạn như thế nào? Các bạn thấy như thế nào về những Kamen Rider này? Và các bạn muốn mình review những cái driver của Kamen Rider nữa, comment dưới trên biết luôn. Các bạn muốn mình làm chủ đề Kamen Rider gì nữa, hay là unbox những cái món liên quan tới chẳng hạn như Super Sentai, Ultraman hay là anime gì đó. Thật ra là hôm nay tôi tính đem thêm cái mũ Zero One của tôi lên nữa, nhưng mà nó không liên quan lắm, cho nên là mình sẽ để cho nó trong một clip khác. Nhưng mà hẹn các bạn vào những clip lần sau nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn. Và đây, ba driver của ba Kamen Rider ở ba thời đại khác nhau. Các bạn thích thời đại nhất, comment dưới trên biết luôn nha. Nếu các bạn thích những Kamen Rider khác không có liên quan tới ba Kamen Rider này thì các bạn hãy nhớ comment dưới luôn để cho mình biết các bạn thích Kamen Rider nào. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn những video sau. Mắt đi đây, chúc bạn có ngày tốt lành.